Chào các bạn, trong clip này tôi sẽ nói về nhà hướng Tây năm 2025, có vấn đề gì cần lưu ý. Hướng Tây ở đây các bạn thấy là có sao tứ lục, mà tứ lục thì sao này gọi là nửa tốt nửa xấu đúng không? Xét vì kỳ môn các bạn thấy kinh trừ 9 cũng nghĩa là xấu. Tứ lục ở đây thì có tuế đức, tuy nhiên đây như có nói là sao nửa tốt nửa xấu nên là tất cả ở đây để màu trắng thôi, trung bình, hạn chế động thổ. Sao trung bình chủ về khoa cử nên là các bạn muốn ai làm nhà việc trí óc hoặc là những người học giả, nhà nghiên cứu sáng tạo các thứ thì có thể kích hoạt cái sao này. Nó cũng liên quan đến khoa cử, danh tiếng, học thuật đúng không? Đấy, tuy nhiên là nó cũng dễ gây họa đào hoa, hen suyễn gan mật, bệnh vật, sự cố về thuốc. Nên là với các bạn mà cần kích hoạt cái khoa cử năm nay, các bạn thi cử ở đâu đúng không, các bạn đi thi các thứ, tốt nghiệp rồi các thứ thì cũng có thể kích hoạt cái sao này. Ở đây là nó liên quan đến kim tự tháp màu xanh đúng không? Tương tự những vị trí khác thì khi với cái nhà hướng Tây năm 2025 này thì các bạn nên xem theo vận trước khi kích hoạt theo năm. Để xem theo vận thì các bạn mở trang 244 canh Dậu Tân. Canh Dậu Tân đây, canh thì có 99. Các clip trước tôi cũng nói rồi đúng không? Chỗ cửa ở đây thì bắt buộc phải có sơn, không có sơn các bạn phải mở ra. Còn Dậu ở đây là có 54 phía trước thì chỗ cửa nó cũng không tốt. Dậu Tân giống hệt nhau đúng không? 54 ở đây các bạn thấy ở đây này, 54 chủ về mụn nhọt, kẻ lời, chúng độc, huyết quang đúng không? Nó cũng khá xấu. Nên là chỗ cửa ở đây các bạn phải hóa giải. Clip trước tôi cũng nói về sự khác biệt giữa hóa giải theo vận và hóa giải theo năm rồi. Mặc dù cùng là sao số 4 ở đây đúng không? Tuy nhiên theo vận thì đây là sao xấu, các bạn bắt buộc phải hóa giải. Có nghĩa là các bạn bắt buộc phải tiết giảm nó đi. Các bạn hình dung không? Ở đây bắt buộc là tiết giảm. Tiết giảm đi thì các bạn dùng cái kim tự tháp đỏ. Và kim tự tháp đỏ khi chọn ngày giờ các bạn phải chọn sao số 9 bay vào đây, bay về phía tây này. Tôi cứ dở ngẫu nhiên bất kỳ ra thôi. 9 bay về phía tây chứ. Đây, suýt nói nhầm. Đây các bạn cứ dở ra thôi. Đây, ví dụ tôi lấy bất kỳ mùng 1 tháng 4, sao số 9 bay về phía tây đúng không? Đây là hóa giải theo vận nha các bạn. Thì số 7 nhập trung cung. 7 nhập trung cung ở đây các bạn thấy là thất xích. 12 giờ trưa đúng không? Nói chung là để hóa giải theo năm các bạn có cuốn Lịch Cát Tường 2025, còn hóa giải theo vận các bạn có cuốn Huyền Không Đại Quái Vận 9 này. Trên tay các bạn có hai cuốn này là các bạn đủ sức hiểu phong thủy và vận dụng phong thủy rồi đúng không? Trong này thì nói khá chi tiết về nguyên lý ngày giờ các thứ. Trong cái cuốn Huyền Không này thì nói khá chi tiết về hóa giải cũng như là các cái nguyên lý nguyên tắc tính lịch rồi. Các bạn muốn xem vận dụng thì mở cái cuốn Huyền Không Đại Quái Vận 9 này ra, còn lịch này là để tra cứu đúng không, tra cứu theo năm chứ các bạn đừng cứ thắc mắc. Nhân tiện đây tôi nói luôn về cái cuốn lịch này là đừng có suốt ngày đếm sao nhé. Thôi chắc tôi để làm cái clip riêng.